Cảm ơn thương hiệu FE Credit đã đồng hành cùng chương trình. Tập tiếp theo. Thao, rửa, rồi còn phấn, em bé. Cái khăn này có phải trong đó luôn không ta? Không, khăn để bể lắm anh ạ. Tôi kiếm thái em đọc cho. Sẽ bài đi cả ni cả đu đê. Những thử thách ngày càng khó hơn. 700 mấy ngàn mắc quá vậy? Sao lấy đại cái này chứ, đi lát ra coi người hỏi công dụng ta mình chưa biết. Cái bộ khăn này có vẻ rẻ đấy nè. Ủa không, 600 này ạ. Tôi sợ. Nè 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 nè. Ai u. Người ta nói kệ người ta, mình có cách chăm sóc riêng. Những mâu thuẫn sẽ nảy sinh. Trời đất ơi. Ơ, để em có một chút nhập lận. Im đi. Đây là hình ảnh của gia đình tôi sau chương trình này. Tuột xếp. Chúng ta sẽ lưu ý những cái biến cố có thể xảy ra khi vượt cạn. Nó là cái gì? Baby nhút. Very good má. Anh lên. Chị ơi, má không? Em ơi đừng. Cấp cứu 113. Cấp cứu 113. Lần đầu tiên được trải nghiệm. Bài học tắm cho bé. Sụi tắm nha. Trời ơi. Buông tôi ra. Đừng chạm vào người tôi, buông tôi ra. Rồi, bà biết rồi. Nghe không gì hết. Biết rồi, ba biết rồi. Bây giờ kêu em để thì chắc em... Sợ quá, trời ơi, không biết sao luôn. Tất cả sẽ có trong tập 9 của chương trình Khi Đàn Ông Mang Bầu, được phát sóng vào lúc 20h30 ngày 19 tháng 7 2018 trên kênh VTV3.